Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày 7 tháng 8. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 7 tháng 8 năm 1966 là ngày sinh của Jimmy Wales, là nhà sáng lập và chủ tịch quỹ hỗ trợ Wikipedia, một định chế phi lợi nhuận điều hành bách khoa toàn thư mở Wikipedia cùng các đề án wiki khác. Wales cũng là nhà sáng lập Fandom Inc, công ty điều hành dịch vụ hosting web Fandom. Cũng vào ngày này năm 1974 là ngày sinh của Michael Shannon, là một diễn viên và nhạc sĩ người Mỹ. Anh đã được đề cử hai lần giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong Revolutionary Road và Nocturnal Animals. Charlize Theron, cô sinh ngày 7 tháng 8 năm 1975. Cô là một nữ diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang người Mỹ gốc Nam Phi. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Mỹ và trở nên nổi tiếng vào cuối thập niên năm 1990 và đầu thập niên 2000. Cô được biết đến và nổi tiếng với vai diễn tên sát nhân hàng loạt Eileen Wuornos trong phim Monster. Bộ phim đã mang về cho cô một tượng vàng Oscar và một giải quả cầu vàng, trở thành diễn viên Nam Phi đầu tiên trên thế giới thắng giải Oscar ở hạng mục chính về diễn xuất. Ngày mất của ai? Ngày 7 tháng 8 năm 2015 là ngày mất của Louisa, là một vận động viên nữ chơi golf chuyên nghiệp người Mỹ, một trong những người sáng lập ra LPGA Tour, Hiệp hội Golf Nữ Chuyên Nghiệp. Năm 2020, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông qua đời vào ngày 7 tháng 8. Sự kiện. Ngày 7 tháng 8 năm 1960, bờ biển Ngà độc lập khỏi nước Pháp. Cũng vào ngày này năm 1974, Philippe Petit thực hiện màn DJ trên không giữa hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới cao 417m. Vào ngày này năm 1987, Lynn Scott trở thành người đầu tiên bơi từ Hoa Kỳ đến Liên Xô, băng qua eo biển Bering, từ đảo Little Diomed ở Alaska đến Big Diomed ở Liên Xô. Chúc mọi người một ngày thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Awake TV.